Xin chào tất cả mọi người. Đây là một bài tập nói tiếng Pháp và trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cái cách nói một cách thân mật. Một người bạn nói với một người bạn khác hay là một người em, những người thân. Bạn nói xạo quá tôi không có tin. Như vậy trong câu này chúng ta thấy là cách nói informel là cách nói familier. Chúng ta không thể nói với người ngoài, người lạ được. Chúng ta nói với người quen, người thân mật. Bạn nói xạo. Và đây là cái cách nói của một vùng miền nào đó, có những vùng miền họ nói dùng chữ khác, chúng ta sẽ nói ở bên dưới. Và trong tiếng Pháp nói như thế nào? Tu es menteur, je ne crois pas. Tu es menteur, bạn nói dối, đây là một tính từ. Je ne crois pas, đây là động từ, tôi không tin. Bạn nói xạo quá, tôi không có tin. Và khi nói thân mật thì đôi khi người ta bỏ, người ta lược đi. Người ta không nói là tu es, mà te. Te menteur, và đôi khi người ta bỏ luôn cả động từ menteur, đó là một cái lời nói vui chơi trong vòng thân mật mà thôi. Bạn nói xạo quá, tôi không tin. Menteur, je ne crois pas. Và trong câu này chúng ta để ý tới hai động từ nói dối là mentir và động từ tin, động từ croire. Hai động từ này là tương đối khá đặc biệt. Động từ mentir chúng ta nói ý nghĩa chung của nó là nói dối. Nó có thể là nội động từ, nói dối, không nói dối một cái gì hết. Tức là chúng ta nói không có đối tượng. Ví dụ, nói dối một cách trắng trợn, mentir effrontément. Tức là nó không nói sự thật. Hoặc là chúng ta nói là sai rồi, điều này không có đúng, bạn nói dối. C'est faux, tu mens. Không nói tới cái đối tượng. Không nói là nói dối một cái chuyện gì hay nói dối một cái người nào. Chỉ nói lên một cái điều là không đúng, bạn nói dối, c'est faux, tu mens. Và chúng ta có một câu ngạn ngữ, đi xa về nhà nói dối. Ở tiếng Việt Nam chúng ta là nói đi xa về nhà nói phét, đó, nói không có thật. À beau mentir qui vient de loin. Qui vient de loin, những người nào tới từ xa thì hay nói dối lắm, nói những cái điều không có đúng sự thật. Và chúng ta nói ở trong ý nghĩa thứ nhất là nội động từ. Ý nghĩa thứ hai là ngoại động từ gián tiếp, nói dối ai, tức là bây giờ chúng ta có một đối tượng, nói dối một đối tượng, nói dối một người nào đó. Nó nói dối cha mẹ nó, il ment à ses parents. Như vậy động từ nói dối ai có đối tượng là đối tượng gián tiếp, ment à ses parents. Hoặc là anh ta nói dối chúng tôi về cái lương của anh ta, il nous a menti sur son salaire. Anh ta không nói thật về lương bổng của anh ta. Anh ta nói dối chúng tôi về lương của anh ta. Như vậy trong câu này chúng ta thấy nó nói dối ba mẹ nó. Ba mẹ nó là đối tượng gián tiếp này. Họ, anh ấy nói dối chúng tôi này. Chúng tôi là đối tượng gián tiếp này. Do bởi cấu trúc động từ này là mentir à quelqu'un. Như vậy chúng ta vừa coi hai cách để diễn tả cái sự nói dối. Có thể là nội động từ không có đối tượng. Có thể là ngoại động từ. Mà đây là ngoại động từ gián tiếp. Và kế tiếp chúng ta coi tính từ menteur, menteuse, giống được và giống cái. Và tính từ này cũng có thể trở thành danh từ nếu chúng ta cho cái mạo từ vào. Un menteur, một người nói dối. Une menteuse, một người phái nữ, là chuyên môn nói dối, có thói quen nói dối. Menteur, menteur. Và nếu chúng ta để cái chấm than vào, chúng ta nói cái câu cảm thán menteur, hoặc là nói với phái nữ menteuse, chúng ta nói người kia là nói không có đúng. Theo vùng miền thì chúng ta có nhiều cách dịch. Ở miền Nam thì nói là ba xạo, nói phét. Ở miền Bắc thì là nói điêu, nói cuội, vân vân. Thì cũng là dịch từ cái chữ menteur là không đúng sự thật. Và phản nghĩa của nó là sincère, là chân thành. Vrai là đúng sự thật. Như vậy trong bài này chúng ta dùng chữ menteur với cái ý nghĩa là thân mật, để một cái chấm than vào. Bạn nói ba xạo, bạn nói phét, bạn nói điêu, bạn nói cuội. Đây là cái cách nói thân mật mà thôi. Chúng ta không có phỉ báng, nhạo báng ai hết. Chúng ta nói xạo quá, nói phét, vân vân. Và danh từ của động từ mentir là un mensonge. Mensonge là một lời nói dối. Nói một lời nói dối là dire un mensonge, hoặc là faire un mensonge. Ghét cái lời nói dối, détester le mensonge. Như vậy ở bên trên chúng ta thấy cái tính từ này là nói một cách thân mật như chúng ta vừa mới trình bày. Bạn nói xạo quá, bạn nói dối quá, tôi không có tin bạn. Menteur, je ne crois pas.
và chúng ta đổi qua femininity là mong tous, không cần nói tới động từ chủ ngữ nữa, chỉ dùng tính từ thôi là người ta cũng có thể hiểu được. Còn bây giờ chúng ta qua động từ thứ hai là động từ tin, qua. Ý nghĩa chung của động từ qua là tin, và chúng ta phân ra làm hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là ngoại động từ trực tiếp, tin một cái gì, chẳng hạn như là tin một cái câu chuyện gì đó mà tin một cách mù quáng, naive amount, tức là không có suy nghĩ, không có động não, người ta nói sau cái mình tin ngay. Naive amount tức là mình không có lanh lợi, mình không có tích cực để suy nghĩ. Naive amount qua naive amount une histoire, tin cái chuyện đó mà tin một cách mù quáng, tin một cách thụ động, không có chữ suy nghĩ. Hoặc là bạn có thể tin người này, vous pouvez croire cet homme, mà chúng ta thấy là qua une histoire, đây là một đối tượng trực tiếp này, và chúng ta gọi đây là ngoại động từ trực tiếp. Bạn có thể tin người này, thì người này là đối tượng trực tiếp của động từ tin. Hay là các bạn hãy tin tôi đi, qua moi, cứ tin tôi đi, qua moi, vì moi là COD, cũng là trực tiếp. Đó là trường hợp thứ nhất. Và với ý nghĩa là ngoại động từ trực tiếp thì chúng ta cũng có một ý nghĩa thứ hai nữa là nghĩ rằng, đánh giá, phán đoán, và chúng ta hay dùng với cái ý nghĩa là penser que, juger, estimer. Tôi nghĩ là anh ta có khả năng. Je le crois capable de tout. Như vậy đây không còn cái nghĩa là tin nữa, mà tôi nghĩ rằng, tôi đánh giá rằng, tôi tưởng rằng, tôi nghĩ rằng anh ta có khả năng làm tất cả mọi việc. Như vậy trong phần thứ nhất chúng ta coi qua là ngoại động từ trực tiếp. Và bây giờ trong phần thứ hai, qua đi với giới từ qua a hoặc là qua on, và đi với một đối tượng gián tiếp. Ví dụ tin vào tiến bộ của khoa học, qua au progrès scientifique, tin vào tiến bộ khoa học kỹ thuật. Tin vào lời hứa của ai, qua au promesse de quelqu'un, tin vào lời hứa của ai, người ta hứa và mình tin là cái lời hứa đó có thật. Như vậy với các ý nghĩa này chúng ta sẽ thấy là bạn nói xạo quá, tôi không tin. Thì chúng ta hoàn toàn có thể dùng ba cách sau đây: menteur, je ne crois pas, tôi không tin, đây là nội động từ, tôi không có tin, hoàn toàn không có tin. Và chúng ta có thể nói là menteur, je ne crois pas, nếu phía trước người ta đưa ra một cái tiền đề, người ta nói một cái chuyện gì đó và tôi không tin vào cái chuyện đó là có thật, chúng ta dùng y, je ne crois pas, động từ qua à. Hoặc là tôi không tin bạn được, je ne te crois pas, bạn nói những cái gì mà nó không có căn cứ, không có lý luận, tôi không tin bạn được, je ne te crois pas. Như vậy chúng ta thấy trong ba cách nói này, cách nói thứ nhất là nội động từ này, tôi không có tin, và cái thứ hai là tôi không tin vào cái điều mà bạn vừa mới nói, bạn vừa mới để phát biểu, và số 3 tôi không tin vào bạn, đây là ngoại động từ trực tiếp, tôi không tin nơi bạn. Như vậy chúng ta nói kiểu nào thì cũng được, bởi vì trong cái câu này ấy, thì hoàn toàn cái ý nghĩa nó không có rõ ràng lắm, nói dối và xạo, tôi không có tin, thì chúng ta dùng một trong ba cách này đều có thể đúng. Và bây giờ chúng ta làm một số câu bài tập. Trong các câu bài tập này chúng ta sẽ để dành 3 câu để nói về động từ mentir là nói dối, chúng ta sẽ để dành 3 câu khác để nói về động từ croire là tin. Câu số 1, thằng bé này thường xuyên nói dối nên người ta không tin nó nữa. Ở đây chúng ta thấy động từ nói dối nó không có đối tượng, như vậy nó là nội động từ, nó hay nói dối lắm, nó không có nói sự thật. Cet enfant ment souvent, người ta không tin nó nữa. Không tin nó tức là nó này là đối tượng trực tiếp. On ne le croit pas. Ở đây chúng ta áp dụng cả hai động từ. Động từ mentir là nói dối, nội động từ. Động từ croire là ngoại động từ trực tiếp, người ta không tin nó nữa. Cet enfant ment souvent, on ne croit pas. Và chúng ta coi cái cách chia của động từ mentir cũng như là cách chia của động từ croire. Động từ mentir là je mens, lui ment, il ment, nous mentons, vous mentez, il ment. Đó là cách chia ở thì hiện tại của động từ mentir. Je mens, lui ment, il ment, nous mentons, vous mentez, il ment. Thì hiện tại của động từ mentir, và quá khứ là menti, anh ta đã nói dối, il a menti.
là tôi đã nói dối. J'ai menti. Đọc từ nhóm 3. Và bây giờ chúng ta qua động từ qua. Je crois. Tu crois. Thì hiện tại của động từ qua là je crois, tu crois, il croit. Nous croyons, vous croyez, il croit. Và quá khứ là j'ai cru, vân vân. Và giờ chúng ta qua câu hỏi số 2. Bạn biết tin gì chưa? Pierre nó đã đi Pháp rồi. Và một kia nói là xạo quá, tôi mới thấy anh ta hôm qua. Các bạn đã biết tin gì chưa? Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous connaissez la nouvelle? Các bạn có biết cái tin này chưa? Est-ce que vous connaissez la nouvelle? Pierre est parti pour la France. Pierre đã đi Pháp rồi. Thì người kia nói là không đúng sự thật. Xạo quá. Menteur. Menteur. Je viens de le voir hier. Tôi mới thấy anh ta hôm qua mà. Menteur, je viens de le voir. Và câu hỏi số 3, có phải nói dối luôn luôn là điều xấu hay không? Est-ce que mentir est toujours mauvais? Đây là một cái câu hỏi đặt ra, và người ta đặt ra là mentir là không ai phủ nhận, đây là một cái điều nói được một cái điều xấu. Nói dối là một cái tính xấu, nhưng mà người ta đặt ra câu hỏi có phải nói dối lúc nào cũng xấu không? Nếu mà chúng ta nghĩ rộng ra thì trong một số trường hợp nói dối không phải là điều xấu, bởi vì nó có thể là nó che đậy một cái gì tốt cho một người khác. Ví dụ trong chiến tranh thế giới thứ hai đó, cô Anne Frank mà chúng ta biết là tác giả của một cái cuốn nhật ký rất là nổi tiếng, được dịch ra mấy chục thứ tiếng đó. Cô ta là người gốc Do Thái và cô ta đang trốn để không bị fascist Đức bắt, thì người chủ nhà sẽ giấu cô ta ở trên trần nhà, và nếu mà quân phát xít tới hỏi trong nhà này có ai không thì kia nói là không có, đó là nói dối, nhưng mà nói dối để che đậy cho một cái chuyện tốt, không để cho cái kẻ xấu nó bắt cái người tốt đi. Như vậy trong trường hợp này và một số trường hợp khác thì mentir không phải là một điều xấu. Vậy người ta đặt câu hỏi là est-ce que mentir est toujours mauvais? Hoặc là bác sĩ cũng có thể không nói sự thực ra được, nếu mà cái sự thực đó làm cho bệnh nhân suy sụp tinh thần thì có thể nói không nói sự thực, chúng ta tạm gọi là nói dối đi. Chuyện này không có sao, bệnh này không sao cả, về nhà vui vẻ mà sống, thì đó là một lời không nói thật, chúng ta cũng có thể nói dối, nhưng mà nói dối trong trường hợp này không hẳn là điều xấu. Chúng ta coi lại ba câu trên là chúng ta đang học động từ mentir. Thằng bé này nó hay nói dối rồi đó, người ta không tin nó nữa. Cet enfant ment souvent. Ment là ngôi thứ ba số ít. On ne le croit pas. Croit là ngôi thứ ba số ít của động từ croire. Các bạn biết tin gì chưa? Pierre nó đã đi Pháp rồi. Xạo quá, tôi mới thấy anh ta hôm qua. Est-ce que vous connaissez la nouvelle? Pierre est parti pour la France. Menteur, je viens de le voir hier. Có phải nói dối luôn luôn là một điều xấu không? Est-ce que mentir est toujours mauvais? Và chúng ta vừa mới nói là đây là một câu hỏi đặt ra để chúng ta suy nghĩ. Và ba câu sau chúng ta sẽ dùng động từ qua. Câu hỏi số 4. Tôi luôn luôn tin lời nói của anh ấy. Hai chấm. Anh ấy không bao giờ nói dối tôi cả. Tôi luôn luôn tin lời nói của anh ấy. Như vậy đây là gọi từ trực tiếp. Je crois toujours ses paroles. Anh ta không bao giờ nói dối tôi. Il ne me ment jamais. Tôi luôn luôn tin lời nói của anh ta. Như vậy chúng ta thấy là động từ tin qua đây này, và nó có đối tượng trực tiếp là lời nói, c'est parole. Và chúng ta nếu mà để giới từ vào thì ý nghĩa nó hoàn toàn khác. Tôi tin là lời nói của anh ta là có thật, nhưng mà tôi tin vào lời nói của anh ta. Je crois toujours c'est parole. Hai chấm để giải thích. Il ne me ment jamais. Bạn có tin có ma không? Như vậy chúng ta phải đổi qua động từ qua này là ngoại động từ gián tiếp. Bạn có tin là có con ma không? Est-ce que tu crois au fantôme? Fantôme là con ma.
Eschatê qua ô phong tô, và chúng ta dùng động từ đây là tin có, là qua ạc. Qua ạc, kênh kê tin có cái gì? Eschatê qua ô phong tô. Tôi không tin. Như vậy tôi không tin thì chúng ta cũng phải để đối tượng của nó là gián tiếp, và đối tượng thay cho danh từ phong tôn này là y, bởi vì nó có giới từ a. No, je n'y crois pas. Bạn có tin có ma không? No, je n'y crois pas. Je n'y crois pas, tôi là tôi không tin là có. Je n'y crois pas. Rồi câu số 6 thì lại dùng động từ qua, nhưng mà với ý nghĩa là nghĩ. Bạn có nghĩ là mùa mưa năm nay sẽ ngắn hơn mọi năm không? Croyez-vous que la saison de pluie de cette année? Croyez-vous que la saison des pluies de cette année sẽ ngắn hơn? Sera plus courte que les autres années. Như vậy thì chúng ta không dịch là tin nữa mà là nghĩ. Croyez-vous que la saison des pluies de cette année sera plus courte que les autres années? À, chúng ta vừa làm tạm một số câu để thực tập về động từ mentir cũng như động từ qua. Và động từ mentir nó cũng có nội động từ và ngoại động từ. Ngoại động từ gián tiếp. Nội động từ tức là thằng bé này hay nói dối. Ngoài động từ gián tiếp là nói dối ai, nói dối một cái đối tượng nào đó. Một từ qua cũng như vậy, động từ qua có thể là có đối tượng trực tiếp, tin lời nói của ai, tin vào ai, là tin có thì là qua à. Và động từ qua còn có nghĩa là nghĩ rằng, bạn có nghĩ rằng mùa mưa năm nay thì sẽ ngắn hơn là các năm trước hay không? Xin chào tất cả mọi người.